Dạ, xin chào anh chị nha. Thì hôm nay em vlog cho anh chị một chiếc xe trong phân khúc hạng C, đó là Kia K3 2022. Bên bán với giá là 639 triệu bán rút hồ sơ. Xe thì lăn bánh chưa tới 1 vạn đó anh chị. Đó, tổng quan nội ngoại thất này, màu xanh này rất là đẹp và bắt mắt luôn. Nó rất là thể thao luôn anh chị. Đó, Kia logo mới rồi. Về phần mâm lốp nè. 10.000 cây thôi anh chị, còn rất là mới cho mình luôn anh chị. Rồi, sẽ quay một vòng nội thất bên trong xe. Xe này là có cửa sổ trời nè. Ghế thì là ghế màu đỏ đen. Tổng quan đây. Đó, ô đô chuẩn là 9.700 nha anh chị. Xe thì cũng nội thất rất là mới luôn. Này, các nút bấm này không có sự hao mòn nhiều đâu ạ. Cần số rồi da vẫn như mới. Xe này có cửa sổ trời cho mình luôn anh chị nha. Em sẽ quay hàng ghế phía sau. Rất là rộng rãi luôn, có bệ đỡ tay cho mình nè. Rồi điều hòa sau, cổng sạc đầy đủ cho anh chị luôn. Đó, tiện nghi thì cũng trang bị khá là ok rồi. Về phần mâm về phần cốp sau đựng đồ cũng rất là rộng luôn ạ. Cũng có cam lùi, cảm biến lùi theo xe đầy đủ rồi. Đó, đựng được đồ rất là nhiều để cho anh chị đi du lịch nè. Đồ nghề con đồ là đầy đủ hết cho mình luôn. Đó, tổng quan nội thất một vòng xe thì nó sẽ không có điểm xước sát nhiều nha anh chị. Đó, xe qua sử dụng thì nó như cái này nó sẽ có vết móp này. Đó, vết móp nhẹ này không đáng kể nha. Rồi, ở xe này thì đăng kiểm của nó được sử dụng tới tháng 8/2024, một năm nữa anh chị. Đó, trên 639 triệu cho một chiếc xe Kia K3 2022 9.000 cây nha anh chị. Ngoài ra thì em có cũng một chiếc xe là bản turbo 689 triệu 2022 cũng khoảng mười mấy ngàn cây thôi. Đó, anh chị nào mà quan tâm tới hai chiếc K3 này đang có ở cửa hàng em thì cứ gọi cho em nha, 0928 325 679 để gặp Vi ạ. Ngoài ra thì hai dòng xe này có hỗ trợ góp cho mình ở một số tỉnh thành đó. Anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ tới bên em nha.